Chào mừng bà con đến với kênh của Sĩ Nguyễn. Ngày hôm nay Sĩ vừa đi bộ dọc từ bên dưới lên trên lương mận. Mọi người đang nhìn thấy đây này, có những trái mận cực kỳ ngố cụ luôn. Nó hình như quả đào ấy. Mọi người thấy ok không? Đấy. Và mời mọi người cùng theo chân của Sĩ để đi thăm cái vườn của một bạn em ở khu vực Lóng Phiêng. Chúng ta cùng tham quan và trải nghiệm cùng Sĩ nhé. Đây mọi người nhìn thấy dọc rất là cao. Đấy. Đây là những trái mận sớm. Đấy. Quả đây khá là to. Mận ngố cụ cũng ổn. Quả gãy. Đây mọi người có thể nhìn thấy khu vực đây là những cái trái mận ngố rất là ngố. Cho nên là mọi người không cần quá là dày quả đâu, nhưng mà quả nó thưa vừa phải thì cái dinh dưỡng nó hấp thụ vào trong quả nó mới sẽ đảm bảo được cái đủ dưỡng chất cho nó ăn. Đây. Như này thì chắc chỉ khoảng 13 quả 1 kg thôi anh chị ạ. Vừa rồi là bị nhện này, vừa rồi bị nhện, rồi bị trĩ, đặc biệt là bị sốc nước, bị sốc nước. Thế cho nên là các anh chị em nào mà để ý được ra, những cái mận ngố, cực kỳ ngố. Đó. Ok, những trái mận này bà con này. Chỉ tiếc một điều là bị không để ý là bị nhện nó cắn thôi, chứ còn những cái trái mận như này thực sự bà con này, đây là đây là cái mặt đồng hồ là 47 mà nó sẽ to hơn cái mặt đồng hồ luôn anh chị em ạ. Nên là nếu anh chị em nào mà lưu ý là nếu mà muốn làm mận to thì đặc biệt mọi người hãy làm thưa trái thôi, quan trọng nhất cái sản lượng vẫn đạt được và đảm bảo yêu cầu. Này đang thu được khoảng tầm hơn 1 tấn rồi. Đây, những trái mận cũng rất là sai nhưng mà cũng được gọi là ngố, nhưng mà để mà làm được như này thì nó rất là phí, rất là mất nhiều công. Nên nếu anh chị em nào mà phân tán hoa quả đều ấy thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều, nó vất vả cho bà con chăm sóc, đặc biệt là trứng. Đây ví dụ như là đây, phấn rất là dày, quả rất là mẩy và to. Đây mọi người có thể nhìn thấy to hơn cái mặt đồng hồ ạ, gần bằng cổ tay của Sĩ luôn này. Ui, quả này mang về. Ui, quả này thì rất là bự. Đây, quả này còn to hơn cổ tay, tuyệt vời. Nếu mà anh chị em nào mà có làm mận sớm hay mận mùa đi chăng nữa thì cái yếu tố mình đây là chắc là trước bị đập đá ấy. Thì yếu tố chăm sóc hữu cơ là vô cùng quan trọng là phân bón hữu cơ. Đây có hai anh em đi thăm cùng. Đấy, ông chủ lúp cây đấy còn kém nhiều, cây rất là to. Đây. Trái mận thì rất là to, vô cùng to. Như này thì Sĩ vẫn đang báo là nếu mà làm mận sớm thì nó đang là sai quá. Thực sự rất đang sai quá. Nhưng không nên cần thiết làm sai quá, xong bắt đầu mình lại phải cố gắng kích nhiều thứ, đâm ra nó bị mất mã. Đây, nếu mọi người
sau này để ý rằng là không cần, không nên để cho nó quá sai. Bán chưa? Cái quả mận này. Em Hà. Cành vô cùng sai này anh chị em ạ. Đây, rất là sai anh chị em. Cái quả vì sao mà anh chị Tứ Sĩ vẫn thường xuyên nói chuyện với anh chị em là làm thế nào để mình cái trái của mình nó phải hình dài nó ra ngấn như này thì sau này nó vẫn còn cơ hội, nó khi mà lớn nó chín thì nó vẫn còn đây, ví dụ chín nó như này này, chín nó lì hết quả thì rất là to đúng không anh chị em. Những quả này này thì Sĩ tin chắc thì bằng chỉ khoảng tầm 12 đến 16 quả là một ký là đều. À. Rất là to anh ạ. Vô cùng to. Như này thì sai quá. Nếu anh chị em nào mà rất thích tham quan về cái mận hậu thì hãy lên đến Mộc Châu, lên đến Yên Châu, rất là nhiều anh chị em nhé. Có thể ai mà thích trải nghiệm những vườn nào thì có thể là liên hệ với Sĩ sẽ giới thiệu các vườn này cho anh chị em trải nghiệm tham khảo. Ok. Mọi người lưu ý này, em bạn này là duy nhất chỉ có một thời gian điểm để cho nó cây nó bị lấm than thư này, nó rộp hết lên này. Đây, đây là nếu mà anh chị em nào mà muốn làm mận sớm hay mận mận trái thì điều Sĩ vẫn chia sẻ với anh chị em là nhớ một điều là kích thật sớm, sau đó là mình không cần phải là giữ hoa nó quá nhiều đâu. Cho nên cái tai điện giai đoạn đầu tiên là mình kích khỏe hơn một tí, giai đoạn kích mầm khỏe hơn một chút nha. Đó. Quả này rất là đều này anh chị em này. Đều. Đây là một chỗ sai quả này. Sai quả quả cũng được nhưng mà không phải là điều mà mình mong muốn. Cái trái mận. Ui trời. Này vẫn còn lứt, nó vẫn còn nó lớn lên thì nó to lắm này, nó còn ngấn như này cơ mà.